Anh em đang có nhu cầu thử vận may, muốn X45, hãy đến ngay shop misutv.com với vòng quay kim cương cực chất, gian đông chống đích VIP cực cao, đặc biệt nhất, mua 1 tặng 2, tính tiền 3 đó nhở. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì video tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với hai sự kiện mới vừa mới được cập nhật ngày hôm nay nhá. Một sự kiện chúng ta sẽ tô màu nhận trang phục free này, và một sự kiện thu thập hiệu chứng đổi quà nhá. Ok, thì sau đây anh em sẽ cùng mình chúng ta truy cập vào cái mục sự kiện thôi. Và trước khi mà chúng ta đến với sự kiện tô màu nhận trang phục free ấy, chúng ta cùng đến với sự kiện săn chứng đổi quà trước nhá. Ok, và đây là giao diện của sự kiện, chúng ta sẽ săn chứng, chúng ta đổi quà nhá. Kiểu giống như là sự kiện phục sinh ở server nước ngoài ấy, nhưng mà server chúng ta ít quà hơn nhá. Kiểu giống như là cái quà ấy không bằng server nước ngoài nhá. Ok, thì ở đây anh em sẽ có, chúng ta thu thập những cái quả trứng lục ấy và quả trứng đỏ nhá. Quả trứng lục thì nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong game ấy, còn quả trứng đỏ nhá thì nó sẽ xuất hiện từ khinh khí cầu ngày 3 tháng 5 nhá. Anh em nhớ ấy là ngày 3 tháng 5 chúng ta mới thu thập được nhá. Ok, thì ở đây mình thấy chúng ta có phần quà như là ba lô binh đoàn thỏ này, rồi là hòm xác binh đoàn thỏ luôn. Đấy, nói chung là phần quà như thế này ấy mình thấy cũng khá là ok nhá. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta thu thập quả trứng màu xanh nhá. Ở đây thì anh em sẽ vào một cái trận đấu thường ấy, hoặc là đấu danh cũng được nhá. Anh em sẽ tìm những cái quả trứng màu xanh như thế này. Đấy, kiểu như là nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ ấy. Ok, và sau khi mà chúng ta thấy thì chúng ta sẽ bắn thôi. Sau khi mà chúng ta bắn xong ấy, chúng ta sẽ có một quả trứng màu quả trứng lục nhá. Anh em sẽ nhặt cho mình. Đấy, và theo mình thấy thì trong mỗi quả trứng ấy, chúng ta chỉ nhặt tối đa một quả trứng lục thôi nhá. Nói chung là cũng khá là ít đúng không anh em? Ok, và sau khi mà chúng ta bắn xong, chúng ta sẽ chạy lại và chúng ta nhặt thôi. À, phía dưới có người kìa. Rồi, bắn luôn này. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ bắn cái quả trứng lục này nhá. Nói chung là anh em, nếu mà chúng ta thu thập ấy một trận thì chúng ta cũng phải bắn đâu mà chúng ta siêng nhặt nhá, cũng phải được trên 10 quả nhá. Đấy, và tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình chúng ta đến với sự kiện tô màu nhận trang phục free nhá. Ở đây thì trước tiên nhá, anh em cứ hoàn thành xong những cái nhiệm vụ này thì chúng ta nhận huy hiệu đạn màu nhá. Anh em phải có huy hiệu đạn màu ấy chúng ta mới tô được nhá. Đấy, tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình chúng ta đến với sự kiện tô màu nhận trang phục free thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai bước nhá. Bước đầu tiên chúng ta sẽ kiếm huy hiệu đạn màu này, và bước thứ hai ấy chúng ta nhấn vào các vùng trên bức tranh và chúng ta tô màu bằng huy hiệu nhá. Ở đây thì trước tiên ấy mình sẽ tô cái vùng người trước nhá. Anh em khi mà chúng ta vào đây, anh em nếu mà chúng ta muốn tô cái nào trước ấy, chúng ta chỉ nhấn vào nhá. Ok, và đầu tiên thì mình sẽ chọn màu trắng trước nhá. Vì phần người ấy chúng ta sẽ chọn màu trắng trước nhá. Ok, và sau khi mà chúng ta tô người xong rồi, anh em sẽ chọn sang một cái phần khác này. Ở đây thì mình sẽ chọn sang phần áo nhá. Và tiếp theo khi mà chúng ta sang phần áo ấy, chúng ta sẽ chọn màu da cam. Mình toàn thấy màu vàng thôi, để mình chọn màu da cam nhá. Ok, có vẻ là màu này cũng khá là giống, nhưng mà nó kiểu giống như là màu xanh nhạt đấy. Ok, và đây là cái màu da cam rồi. Đấy, nói chung là chúng ta kiểu hơi giống giống thôi là được nhá. Ok, và sau khi mà chúng ta chọn áo xong rồi, anh em sẽ chọn sang một cái phần có rất nhiều bạn chúng ta thích nhá, đó là cái phần ở giữa nhá. Ok, thì ở đây thì mình sẽ chọn sang màu tím nhá. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái phần cái mũ này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tô màu đen nhá. Ở đây thì nói chung là cái mũ này anh em cứ tô màu đen cho mình là được nhá. Ok, và sau khi mà chúng ta tô xong rồi ấy, anh em sẽ nhấn vào cái phần lưu ảnh nhá. Ở đây thì mình thấy bức tranh của mình ấy cũng khá là ok, không biết là anh em chúng ta tô như thế nào thì chúng ta comment cho mình biết nhá. Ở đây thì sau khi mà chúng ta tô xong ấy, anh em sẽ nhấn vào cái phần lưu ảnh cho mình. Ở đây thì nếu mà chúng ta lưu ấy, chúng ta sẽ mất 30 huy hiệu đạn màu nhá. Đấy, và cái lượt đầu tiên ấy chúng ta sẽ được tô miễn phí nhá. Ở đây thì do mình mới có 17 huy hiệu thôi,
nên là chúng ta không tô đủ nhá. Ở đây thì nói chung là do mấy ngày hôm nay ấy mình khá là bận nên là mình không cày được. Đấy anh em nhớ nhá, nếu mà chúng ta tô ấy chúng ta sẽ mất. Ở đây là mình tô 6 lượt tô mới nên là mình mất 30 huy hiệu đạn màu nhá. Ok, và chắc có lẽ là mình không đủ ấy nên là mình sẽ tô lại nhá. Anh em nào mà chúng ta không đủ thì chúng ta sẽ tô lại giống như mình thôi. Và nói chung là anh em tô nhá, anh em cứ tô theo của anh em ấy, không cần phải tô theo mình nhá. Vì ở đây thì anh em cứ tô đủ bức hình là chúng ta sẽ nhận được quà nhá, không cần anh em phải tô giống đâu. Đấy, không là nhiều anh em chúng ta cứ tưởng là chúng ta phải tô giống chúng ta mới nhận được nhá. Nhưng mà anh em nhớ ấy, chúng ta chỉ cần chúng ta tô đủ này thì chúng ta sẽ nhận được nhá. Ok, vậy là mình đã tốn 6 huy hiệu đạn màu rồi. Ở đây thì chúng ta tô được cái ở giữa nhá. Nói chung là mình nói như thế thôi. Ok, và sau khi mà chúng ta tô xong ấy, chúng ta sẽ chờ đến ngày 3 tháng 5 chúng ta sẽ nhận được quà nhá. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn anh em cách để chúng ta tô rồi. Anh em xem, nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp cho mình nhá. Bye bye anh em. Town to town.